Sáng nay, các thí sinh dự thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Hương Yên làm bài thi môn chuyên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hương Yên đã kết thúc, không có trường hợp vi phạm quy chế thi. Đề thi được nhiều giáo viên học sinh nhận xét đã bám sát chương trình tinh giản của Bộ, có tính gợi mở và phân loại thí sinh. Trong 3 buổi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 3 tổ kiểm tra công tác, tổ chức thi tại các điểm thi. Toàn tỉnh không có trường hợp giáo viên và học sinh bị xử lý do vi phạm quy chế thi. Kết thúc kỳ thi có 271 thí sinh bỏ thi môn văn, 281 thí sinh bỏ thi môn toán, 2 thí sinh không dự thi môn chuyên. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Theo kế hoạch, hội đồng chấm thi sẽ làm việc từ ngày 17 tháng 7, công bố kết quả trước ngày 25 tháng 7.